Anh em biết chỗ này là chỗ nào không đè đây là Bình Thuận, từ đó tới giờ mình chỉ thấy những chiếc xe chở mấy cánh quạt này thôi chứ không thấy nguyên cái cây quạt gió bự chà bá ở ngoài đời, nay mới được nhìn tận mắt đó, cũng nhờ đi tàu lửa mới chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Mấy cái mà gió bự quá ta. Nhìn mấy cái mà gió đây gần bận quay. Không quay thường đâu quay gì. Ừ, mạng đâu quay. Trực tiếp quay thường.